hẳn là trong số chúng ta đã từng trải qua những cái giai đoạn rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng trước một kỳ thi và đôi khi là mặc dù chúng ta đã cố gắng rất là nhiều, chúng ta đã học tập rất là chăm chỉ học ngày học đêm, tuy nhiên thì cái kết quả thi nó lại không được như là chúng ta mong đợi và trong những trường hợp này thông thường sẽ dẫn đến một cái xu hướng là uh, các bạn đổ lỗi đổ lỗi cho đề thi quá khó, các bạn đổ lỗi cho là mình không gặp may mắn vân vân tuy nhiên thì cái việc đổ lỗi này nó sẽ không giúp cho các bạn có thể cải thiện được bản thân mình và từ đó giúp cho các bạn có thể đạt được cái kết quả học tập tốt hơn vậy thì điều mà chúng ta nên làm ở đây đó là nhìn nhận lại xem có những gì mà chúng ta cần phải cải thiện và đối với mình thì trong cái quá trình mà mình du học ở bên đức khi mà mình mới sang đức học tập mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì mình chưa quen với phương pháp học tập ở đây À, khi mà mình lên đại học á, thì cái kiến thức nó rất là nhiều, lượng kiến thức nó rất là lớn, mình không thể nào mà uh, có thể duy trì được cái thói quen học tập đó là mở từng trang sách, từng trang vở ra rồi ngồi học thuộc từng chữ như là khi mình còn học phổ thông ở bên Việt Nam. Vậy thì làm như thế nào để có thể đạt được thành tích học tập tốt? Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những bí kíp, những kinh nghiệm của mình để giúp cho các bạn có thể chuẩn bị thật tốt cho một kỳ thi và từ đó đạt được cái kết quả như là các bạn mong đợi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Prima tiếng Đức cho người Việt Nam. Trước khi mà chúng ta đến với những bí kíp, những kinh nghiệm học tập chuẩn bị cho một kỳ thi thì mình xin tự giới thiệu một chút về bản thân mình. Mình sang Đức du học từ năm 19 tuổi, mình học giữa bị đại học, học cử nhân và học thạc sĩ ở bên Đức. Uh, thông thường thì chương trình cử nhân ở bên Đức kéo dài 3 năm tương đương với 6 học kỳ mình chỉ cần 2 năm là mình đã hoàn thành hết tất cả những môn học quan trọng và dành một năm còn lại để mình đi làm uh, toàn thời gian uh, tích lũy kinh nghiệm và viết bài tốt nghiệp còn chương trình thạc sĩ thông thường kéo dài 2 năm thì mình chỉ cần một năm đầu tiên là mình đã học hết tất cả những môn quan trọng và uh, học kỳ tiếp theo thì mình dành thời gian để sang Singapore đi làm và sau đó thì học kỳ còn lại thì mình viết bài tốt nghiệp. Cái bí kíp của mình ở đây nó không có gì quá là cao siêu. Mình cũng không phải là một người học giỏi xuất chúng, mình hoàn toàn không phải là một người như vậy. Mình cũng chỉ uh, giống như rất là nhiều các bạn khác cũng có một cái sự chăm chỉ, sự nỗ lực. Tuy nhiên cái sự khác biệt ở đây có thể nằm ở cái việc là cái phương pháp học tập của mình nó phù hợp với bản thân mình chúng ta không nói đến cái phương pháp học tập đúng hay là sai mà chúng ta nói đến việc là phương pháp học tập phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Vậy thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái phương pháp học tập giúp cho các bạn có thể đạt được cái thành tích tốt trong những kỳ thi. Nghĩ đến việc ôn thi thì có thể là các bạn sẽ hình dung ra những cái hình ảnh như là uh, phải ngồi ở bàn học thâu đêm suốt sáng rồi uh, uh, phải học thuộc lòng rất là nhiều, đôi khi chúng ta cảm thấy rất là chán, rất là mệt mỏi. Tuy nhiên, để mà giúp cho các bạn có thể học ở những cấp bậc cao hơn, đạt được thành tích tốt, thì các bạn cần phải thay đổi cái phương pháp học tập của mình. Trước tiên, chúng ta cần phải tổng hợp lại tất cả những cái kiến thức mà chúng ta đã được học trong một môn, bằng cách là chúng ta hệ thống hóa lại nó các bạn có thể sử dụng rất là nhiều cái phương pháp ví dụ như là phương pháp sử dụng bản đồ tư duy mình đã hướng dẫn cho các bạn trong một video trước rồi các bạn có thể tìm xem lại ở đường link phía trên này khi mà các bạn học tập cho một môn học nào đó thì các bạn cần phải biết được là trong một cái học kỳ vừa rồi thì ở cái môn học đó chúng ta đã học những chủ đề nào học 5 chủ đề 6 chủ đề hay là 10 chủ đề và có những cái nội dung chính nào mà chúng ta cần phải nắm được ở trong mỗi chủ đề học đó các bạn hãy ghi chú nó ra bằng cách là chúng ta viết gạch đầu dòng các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không viết thành cả câu mà chúng ta sẽ viết những cái cụm từ những cái từ khóa chính và điều này sẽ giúp cho các bạn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian trong việc ghi nhớ kiến thức cũng như là khi mà các bạn bước vào phòng thi các bạn có thể linh hoạt hơn trong việc sử dụng kiến thức của mình tránh việc là các bạn học thuộc lòng uh, hay là mình gọi là học vẹt đó. Và các bạn bước vào phòng thi, các bạn đọc một câu hỏi thì người ta chỉ cần thay đổi một số những cái dữ kiện thôi là các bạn cũng sẽ uh, không hiểu không làm được bài. Chúng ta chỉ có thể mà hoàn thành được bài một cách tốt nhất khi mà chúng ta thực sự nắm hiểu được cái kiến thức đó. Sau khi đã xác định được lượng kiến thức mà các bạn cần phải uh, ôn tập, cần phải ghi nhớ thì các bạn hãy lên thời gian biểu học tập cho mình các bạn đừng để nước đến chân mới nhảy có nghĩa là uh, tuần sau thì thi rồi mà hôm nay còn 3 bốn ngày nữa thôi thì mình mới bắt đầu mình ngồi mở vở mở sách ra để mình học thuộc lòng uh, như vậy thì cái xác suất mà các bạn uh, đạt được một cái kết quả mà không được như ý nó rất là cao vậy thì các bạn cần phải lên kế hoạch học tập cho mình một cách thực sự rõ ràng các bạn cần xem xem là mình có thể tập trung tốt nhất vào khung thời gian nào. Có những bạn thì học tốt nhất là vào buổi sáng sớm, hay là có những bạn học tốt nhất là vào buổi tối, vào đêm khuya. Thì các bạn cần phải xem xem là khi nào là mình học tốt nhất và sau đó các bạn sẽ uh, lên những cái thời gian cố định trong ngày để các bạn dành uh, cho cái việc học đó. Ví dụ như bản thân mình thì mình học tốt nhất là vào buổi tối. Khi mà mọi thứ rất là yên tĩnh và lúc này thì mình sẽ có thể tập trung một cách tốt nhất và mỗi ngày mình sẽ dành thời gian ví dụ như là một tiếng hay là hai tiếng để mình tổng hợp lại hệ thống hóa lại kiến thức một cách chi tiết một cách rõ ràng và khi mà các bạn lên kế hoạch thời gian biểu cho mình thì các bạn cũng nên nhớ là mình cũng phải dành một thời gian để mà mình nghỉ ngơi, mình thư giãn bởi vì chúng ta không thể nào mà chúng ta học một thời gian dài mà chúng ta không nghỉ ngơi được vì nó sẽ khiến cho cái việc học của chúng ta không được hiệu quả. Các bạn có thể lưu ý cái thông tin sau đó chính là khi mà chúng ta học 90 phút thì chúng ta cần phải nghỉ từ 10 đến 15 phút. Và sau ba cữ học 90 phút chúng ta cần phải nghỉ là một tiếng điều này sẽ giúp cho các bạn có thể học tập một cách hiệu quả hơn bởi vì não bộ của chúng ta không thể nào mà tập trung trong một thời gian dài. Chúng ta cần phải có thời gian để não chúng ta nghỉ ngơi thư giãn thì qua đó chúng ta có thể học tập một cách tốt hơn, chúng ta có thể ghi nhớ kiến thức một cách tốt hơn. Và một cái thế mạnh khi mà các bạn có cái thời gian biểu đó chính là các bạn có thể tập trung được vào việc học. Ví dụ như nếu như mà các bạn không lên cho mình một cái thời gian biểu học tập phù hợp các bạn cứ nghĩ là ồ hôm nào tôi rảnh thì tôi học thì sẽ dẫn đến cái việc là các bạn sẽ không có tập trung được vào cái việc học đó ví dụ như một hôm mà các bạn bạn bè của mình rủ mình đi chơi chẳng hạn thì mình bởi vì mình không có một cái kế hoạch học tập cụ thể thì mình nghĩ là ok hôm nay mình rảnh thì mình đi chơi à, như vậy thì thời gian sẽ trôi qua rất là nhanh và các bạn sẽ thấy là à sắp đến kỳ thi rồi mà mình chưa học được cái gì cả vậy nên chúng ta cần phải lên một cái kế hoạch cụ thể điều này rất là quan trọng và điều thứ ba đó là các bạn hãy chọn lựa cho mình một nơi học tập phù hợp các bạn có thể học tập tốt nhất khi mà ngồi ở nhà bên cạnh cái chiếc bàn quen thuộc của mình hay là các bạn học tốt nhất khi mà các bạn ngồi ở trong thư viện nơi mà rất là yên tĩnh và uh, xung quanh bạn là rất là nhiều những sinh viên cũng học tập rất là chăm chỉ rất là hăng say hay là có những bạn mình thấy là học tốt nhất qua cái việc là tương tác với người khác Các bạn có thể học ở quán cà phê uh, Học ở những nơi mà các bạn uh, cảm thấy vui vẻ À thì ở đây các bạn cần phải tìm xem là cái nơi nào học tập phù hợp với mình Bản thân mình thì học tốt nhất là ở thư viện Vậy nên là có uh, những cái ngày mà mình không có buổi giảng ở trên trường á, Thì mình sẽ lên thư viện Mình sẽ dành cái thời gian cố định ở trong ngày Là mình phải bước ra khỏi nhà và cái thời gian đó và mình quay trở về nhà vào một cái thời gian, thời điểm cố định ở trong ngày, như vậy nó sẽ tạo cho mình một cái thói quen học tập. Và khi đi du học thì các bạn phải lưu ý là người ta rất là coi trọng cái tinh thần học tập một cách độc lập tự chủ. Sẽ không có việc là uh, giảng viên hay là giáo sư nhắc nhở các bạn phải làm cái gì mà bản thân các bạn phải đặt câu hỏi, các bạn phải uh, nhờ sự giúp đỡ nếu như mà các bạn chưa hiểu rõ một điều gì đó đối với những cái bạn nào mà các bạn suy nghĩ là à, hôm nay tôi không có buổi giảng ở trên trường thì có nghĩa là tôi rảnh, tôi có thể đi chơi, tôi có thể đi làm thêm, đi du lịch vân vân, thì những cái bạn này á mình có thể đảm bảo với các bạn là phần lớn là học hoài mà không thấy ra trường. Ở đây thì không phải là các bạn học kém đâu mà là do các bạn chưa biết cái phương pháp học tập phù hợp. Ngoài cái thời gian mà chúng ta học ở trên trường thì những thời gian còn lại chúng ta sẽ phải dành để mà chúng ta đọc tài liệu chúng ta tự nghiên cứu viết bài luận rồi học nhóm chuẩn bị bài thuyết trình vân vân và vân vân vậy thì cái yếu tố quan trọng ở đây đó chính là chúng ta phải có sự tự giác trong học tập các bạn phải biết làm chủ cái việc học của mình à, sẽ không có ai chỉ dạy cho các bạn phải làm cái gì mà các bạn phải cần tự biết là mình nên làm cái gì vào lúc nào và bên cạnh đó thì các bạn cần phải có một cái sự kỷ luật và tính kiên trì. Những cái yếu tố này sẽ giúp cho các bạn đạt được cái thành công mà các bạn mong đợi. Và lời khuyên tiếp theo của mình đó chính là trong khi mà các bạn đang học thì các bạn cần tập trung 100%. Điều này các bạn có thể làm được bằng cách đó là loại bỏ những yếu tố khiến các bạn bị sao nhãng. Ví dụ như điện thoại di động. Trước khi mà bạn học, các bạn hãy tắt điện thoại của mình hoặc để ở chế độ dung thậm chí là các bạn cất điện thoại mình ở đâu đó không nhìn thấy nó nữa à, và các bạn cũng tránh cái trường hợp là khi mà các bạn học bằng máy vi tính các bạn mở Facebook à hay là YouTube gì đó vân vân à, thì các bạn sẽ dẫn đến cái việc là các bạn không thể tập trung 100% cái thời gian nhá và cái cái khả năng tập trung của mình cho việc học À, có những cái bạn người đức á, mà ở chung nhà với mình khi mà các bạn học thì các bạn ấy viết một cái biển để ở ngoài cửa là không làm phiền à, điều này sẽ uh, giúp cho những cái người khác á, họ biết được là à ok người này đang làm một cái việc gì đó quan trọng và uh, tôi sẽ không làm phiền bạn ý vào cái thông thời gian này sự tập trung rất là quan trọng vậy nên các bạn hãy cố gắng tập trung học trong một khoảng thời gian cố định ở trong ngày các bạn duy trì cái thói quen đó Dần dần lâu dài thì các bạn sẽ cảm thấy được cái sự phát triển của mình, các bạn sẽ thấy là mình sẽ thay đổi theo một cái hướng tích cực hơn. Và yếu tố quyết định tiếp theo đó chính là các bạn phải tìm được cái phương pháp học tập phù hợp với mình. Người ta chia ra bốn cái phong cách học tập. Phong cách thứ nhất đó là phong cách học qua việc nghe. À những bạn này có thể ghi nhớ kiến thức tốt nhất qua việc các bạn nghe. À, ví dụ như là các bạn muốn uh, ghi nhớ cái nội dung học tập của môn học nào đó thì các bạn có thể sử dụng điện thoại của mình các bạn uh, đọc to những cái nội dung đó lên các bạn ghi âm lại và các bạn có thể nghe lại cái thông tin đó khi mà các bạn uh, di chuyển bằng xe buýt hay là ngồi ở trên tàu vân vân à, khi đó thì các bạn có thể tận dụng được tất cả những cái thời gian của mình cho việc học hoặc là các bạn có thể tham khảo những cái video chia sẻ kiến thức ở trên youtube hay là nghe podcast để giúp cho các bạn có thể mở rộng kiến thức của mình phong cách học tập thứ hai đó là phong cách học tập qua việc giao tiếp những bạn này thì không thích học một mình mà các bạn thích học với nhiều người khác các bạn có thể lập những cái nhóm học tập thì đây là một cái cơ hội cho các bạn để mà có thể trao đổi kiến thức đặt câu hỏi giúp đỡ lẫn nhau tuy nhiên thì không phải bạn nào cũng phù hợp với cái phong cách này bởi vì có những bạn thì hướng nội hơn các bạn ý thích học một mình hơn bởi vì các bạn có thể uh, tập trung này rồi các bạn có thể quyết định được cái tốc độ học của mình thì cái điều này uh, nó phụ thuộc vào mỗi cá nhân của chúng ta và các bạn cần phải cân nhắc xem là cái phong cách nào phù hợp với mình phong cách học tập tiếp theo đó là phong cách học tập qua việc nhìn à, những bạn này có thể ghi nhớ kiến thức tốt nhất qua việc là các bạn ý nhìn Vậy thì các bạn có thể hệ thống hóa lại kiến thức Bằng cách là vẽ những cái sơ đồ tư duy Sử dụng những cái hình ảnh Sử dụng những cái biểu đồ Vân vân Thì uh, các bạn có thể dán những cái tấm Thẻ học tập xung quanh nhà Đấy khi mà các bạn nhìn thấy Cái thông tin đó mỗi ngày Thì các bạn sẽ ghi nhớ nó tốt hơn Và phong cách học tập thứ tư Đó là học qua sự di chuyển Những bạn này không thể nào ngồi một chỗ Và bắt các bạn ý nhồi nhét kiến thức được mà các bạn ấy chỉ có thể học được khi mà các bạn vận động. À, những bạn này có thể là ví dụ như uh, thay vì ngồi một chỗ mà các bạn uh, ghi nhớ kiến thức, đọc to một cái nội dung học nào đó lên, thì các bạn có thể đi đi lại lại xung quanh phòng của mình. Hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái biểu cảm, uh, ngôn ngữ cơ thể rồi uh, những cái biểu cảm về khuôn mặt uh, giúp cho các bạn có thể kết nối được cái cảm xúc với cả cái nội dung kiến thức mà các bạn cần học thì điều này sẽ giúp cho các bạn có thể ghi nhớ kiến thức tốt hơn và thông thường ở mỗi chúng ta thì chúng ta sẽ không nghiêng về một cái phong cách học tập nào cố định mà chúng ta sẽ có một cái sự trộn lẫn giữa các phong cách học tập với nhau vậy thì các bạn hãy thử thật là nhiều phong cách học tập để mà giúp cho các bạn có thể tìm được ra cái phong cách nào phù hợp với mình nhất và từ đó sẽ giúp cho các bạn có thể học và ghi nhớ kiến thức một cách hiệu quả nhất và cuối cùng đó là một vài ngày trước khi diễn ra kỳ thi các bạn không nên học những kiến thức mới mà nên dành thời gian đó để ôn tập lại những kiến thức mà mình đã học và làm bài tập cũng như là những đề thi mẫu để giúp cho các bạn có thể áp dụng kiến thức và xem xem là mình có thực sự hiểu kiến thức hay chưa khi mà bạn nhìn ra xung quanh thì có thể các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều những bạn bè của mình học rất là giỏi điểm rất là cao được học bổng này rồi được đi du học nước kia uhm, thì các bạn cảm thấy rất là ngưỡng mộ họ đúng không? Tuy nhiên nếu như mà các bạn tìm hiểu về cái những cái kinh nghiệm thành công của những người đó thì các bạn sẽ thấy là họ đều là những người rất là chăm chỉ nghiêm túc trong việc học và có cái tính kỷ luật cái sự kiên trì. Vậy thì để giúp cho các bạn có thể đạt được những cái kết quả học tập tốt thì các bạn cần phải cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân mình ngay từ bây giờ. Hy vọng là những chia sẻ của mình trong video ngày hôm nay sẽ hữu ích với tất cả các bạn. Nếu như bạn có bất kỳ những mong muốn nào cho những chủ đề tiếp theo thì đừng ngần ngại cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh YouTube này để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.